bây giờ nói chung là sáng nay đầu tuần thứ hai nhiều người họ đến nhờ được Thiên Hải để giúp dùng. Bây giờ anh họ tên gì? Anh Bùi Duy Lực. Anh Bùi Lực sinh năm mấy? Sinh năm 1971. Bây giờ anh quê ở đâu? Quê ở Cà Mau. Bây giờ đến giờ Thiên Hải là chuyện gì? Nói đi. Anh vợ anh tìm ngày nó nhận khối lượng công ty thì sẽ kêu làm công việc cho nó làm mười mấy ngày nó lớn lên. Em làm 13 14 công thì nó 14 công là hết nhiêu tiền là nó trả em, nó kêu nó báo giá cho em là ngày 600. Ngày 600 mà 14 ngày hả? Dạ dạ. 14 ngày là nhân ra đó, bà con với đồng bào chia sẻ thấy đó, từ đầu điện thoại từ đây là Thiên Hải 0913785858, bà con với đồng bào chia sẻ giùm. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Đây là nhiều người họ đến rồi nghe, báo án có nhiều quá rồi. Đó, bà con bắt đầu chia sẻ. Cái đó tự này nhiều người họ lại họ báo lắm rồi là kêu vô làm công, làm xong rồi chứ không trả tiền. Bà con thấy đó tự đâu là liên hộ cho Thiên Hải bà con. Đó, bà con giúp giùm. Bà con giúp giùm bà con. Rồi bây giờ anh có ra lời anh nói cho nó trả tiền nha. Nói với công nhân nhận nhận. Nó họ tên gì? Công dân Nhạn. Nó sinh năm mấy? Em cũng không gần nữa. Nhưng nó có cần tướng em để nó thấy. Nó kêu nhờ em kêu dùng kiếm cho nó người phụ mà kia làm mới làm 4,5 công thì nó ngã bệnh rồi, em kêu nó tranh thủ trả tiền cho em kia mà nó để chiều thứ bảy em thanh toán thứ bảy tuần trước vì nó cao ba xa chạy. Đó, bà con rất là lớn chia sẻ giùm trang này. Họ rất là đau khổ. Đi làm công, làm thợ, làm mướn, đứng ngoài nắng, ngoài mưa mà bị cái tội này là giúp mất sức lao động. Bà con có lợi, chú bác lợi nghe giúp giùm bà con. Bà con có lợi chia sẻ giùm. Bà con có lợi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm. Em có khuyên gì cho nó trả tiền kia? Thì em mong lại đây giờ anh Hải rồi mình cho anh coi cái clip này nó tranh thủ trả tiền không cho em cũng khổ em đi làm gì đó thì không phải cái em với cái thằng mà nhờ em kêu phụ giùm kêu nó lại tiếp 4,5 đó mà giờ kia đang bệnh còn ăn gì nữa thì cái không trả. Bà con bắt đầu chia sẻ với mọi người chia sẻ giùm quá đau mấy người cầu thiện nghe ác thì cái cứ giật mấy người làm công làm thợ làm mấy khi cả đứng ngoài nắng ngoài mưa mà bây giờ buồn chơi bà con quá rồi chia sẻ giùm. Cụ thể của anh là được bao nhiêu ngày công? 14 ngày công. Một ngày bao nhiêu tiền? Ngày 6. Từ thời điểm nào thì anh không liên lạc được với thầu xây dựng này? Thứ bảy tuần trước. Thứ bảy tuần trước ha. Là đầu tiên nó điện cho nó bắt ráng rồi lát buổi chiều sau là điện cho nó là thuê bao. Không có một câu trả lời nào đúng không ạ? Tới thời điểm hiện tại thì bản thân anh cũng không liên lạc được cho chủ thầu này. Không liên lạc được. Và cái tâm nguyện của anh hôm nay về nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải muốn giúp đỡ đó là tìm gặp được cái đối tượng kênh thầu này để mà lấy lại những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền xương khói. Chị ạ. Bà con bác chia sẻ giùm mọi người. Chia sẻ giùm mọi người tìm được một lần nữa anh thẳng thắn anh gửi tới những cái lời để cho chủ thầu này nghe được để về mà sớm cho cơ hội sớm nhất về để mà gặp anh để mà trả đồng tiền công cho anh. Sớm gửi về trả cho anh đi. Thế mà để giờ anh Hải lên rồi giờ cũng nó có tay nó có phải nhiều nhưng mà nó không nhỏ chi trốn ra được đâu. Trả cho anh thì cũng hội làm ăn được. Chia sẻ thì gặp nó làm trả công lại cho anh. Rồi con chia sẻ cho mọi người. Nó ra được, nó làm ăn được, cái nó làm cái này. Rất là đau khổ. Rồi rồi. Cháy luôn, cháy luôn. Chị cũng yên ghế lên coi. Chị họ tên gì? Chị họ tên gì? Vui, chắc gì nó lớn lên. Vui. Sinh năm mấy? Sinh năm 1980. Hiện nay là quê ở đâu thì nên đi ở đâu? Em đang ở Bình Phước, xã Thành Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chị đến đây nhận sinh hay là trình con không? Chị đến đây trình con gái, chị là họ tên gì? Trình Thúy Hằng. Sinh năm mấy? Sinh năm 2002.
Chứ mày đã hai anh thế bỏ nhà đi vào đâu rồi? Đi từ hôm 25 Tết đến giờ tôi về. Anh nó bắt được gì vậy? Ở nhà có là đầy vé ở nhà đi. Mất liên lạc của nó đâu đúng rồi, nhưng mà cũng mong cháu về mà cháu không về. Mất liên lạc hả? Mất liên lạc từ hôm 25 Tết đến giờ. Giờ 25 Tết đến giờ cháu. Nói chung là nó hẳn là con chỉ là một lời xin tập trên mạng. Thì có tự nó đưa vô căn cơ không? Hai là đi theo bồ gì đâu đó thì chạy cũng nghi ngờ là em muốn cho là thằng nghi là cháu đi tặng cháu thôi, chứ bây giờ em cũng mong muốn cháu về để cho được rất là mong muốn cháu về để cháu được sống với gia đình vui vẻ. Trước khi con nhà mình bỏ đi thì bản thân chị là mẹ cũng như là ông xã có la dày gì bé không? Cháu là cháu không bỏ đi, cháu đi làm. Đi làm ha. Mẹ con có mẹ con có thường xuyên tâm sự chuyện trò với nhau không? Ít khi nào lúc ít khi nào nó điện cho nó chút xíu nó tắt máy không nó đi. Tức là mẹ con vẫn chưa hiểu nhau. Chị có hiểu con gái mình cần gì muốn gì không? Hỏi nó là cho đi học nghề, kêu là ở nhà thì không cho đi làm, nó cũng đi nhưng mà cũng tâm lý với nó cũng là con nó đừng đi làm ở nhà này, nếu đi nữa có gì ăn cái đó nó no đó đói. Nhưng mà cháu không chịu ở, cháu bảo cháu đi ra đường để cháu biết. Từ cái thời điểm mà con gái nhà mình bỏ đi cho tới thời điểm ngày hôm nay là cụ thể là được bao nhiêu ngày tháng hả chị? Được 3 tháng mấy, được 25 Tết thì được 3 tháng mấy. Trong thời gian 3 tháng mấy đó mình có liên lạc được với con nhà mình không? Không liên lạc được ha. Không liên lạc được với thằng bạn luôn. Mình đã đi tìm kiếm những đâu rồi? Đi tìm kiếm đâu hết trơn, thấy ở trên mạng có anh Hải, lúc đầu em đi tới Hải kiếm anh Hải thôi. Chị hôm nay về đây chị có hy vọng được rằng là nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được con mình không? Rất là hy vọng. Rất hy vọng đúng không ạ? Dạ. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Bây giờ em cũng muốn là cho cháu cầu cho cháu về nhà để cho ba mẹ bớt phải lo lắng, bớt phải đi kiếm. Rất sự mong muốn của gia đình. Không đâu phải cháu cứ ở đâu cháu cứ đi về. Bà có cái lời chia sẻ giúp mọi người thấy bé là bị mọi người thấy 0913785588 là con có chia sẻ dùm bé. Nếu mà bé thấy mẹ mà đến đây tóc với đồ Duyên Hải thì con bé về đi, bé về là bên bé là bên về ha, mọi người là bên chia sẻ dùm, mọi người là bên chia sẻ năm qua con được. Bà con có lời chia sẻ giúp mọi người. Mọi người chia sẻ giùm đi. Năm nay là con cháu phong trào con cứ bỏ nhà đi riết à. Bà con phải chia sẻ giùm. Đây là chia sẻ giùm. Bất chấp bất chấp là chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ nhiều lên. Mạnh dạn chia sẻ lên. Cảm ơn. Mẹ cũng rất mong các con về với mẹ. Để mẹ đỡ, để mẹ con làm ăn, mẹ nuôi con. Chứ mẹ như vậy mẹ không làm ăn gì được. Bà con đang chia sẻ giùm. Cảm ơn mọi người.